ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Con buồn quá mẹ ơi, con tức lắm. Cuối đời con rồi mà tự nhiên con bị con vợ cắm sừng. Con nói vậy không được nghe. Cuối đời con mới có 30 tuổi rồi con nói con cuối đời. Vậy giờ mẹ 60 mấy tuổi thì giờ là mẹ cuối cái gì? À, cuối con đường à? Con trù cho mẹ chết sớm không mà. Không có mẹ, không có. Làm sao mẹ chăm sóc cho các con không được? Không có mẹ, không có. Con xin lỗi mẹ, ý con nói là cuối nửa cuộc đời con á. Đúng rồi. Con hiểu sao mà tự nhiên con lại bị vợ cắm sừng. Trời ơi mẹ ơi. Bây giờ mẹ phải giúp con. Chắc giờ con yêu vợ con nhiều lắm. Giúp. Con không muốn ly dị với vợ con đâu. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra chắc con chết quá mẹ ơi. Vây tay chào nhau. Một lần đau và một lần coi. Vây tay chào nhau. Một lần coi và lần coi. Anh hai ơi, anh hai, âm nhạc không có lỗi đâu anh. Tụi con bình tĩnh nha con nha. Đừng khóc. Anh đừng có buồn nha. Vây tay chào nhau. Sao à, em ngồi đây chị? Dạ, tại vì em có chuyện muốn nói với thầy á thầy. Có chuyện gì cứ nói đi. Dạ em. Dạ không, mẹ em. Mẹ em muốn. Mẹ em muốn cái gì? Dạ. Muốn học duyên sao thế? Dạ không có. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ không có. Ý là mẹ em muốn thầy tối nay qua nhà dùng cơm với gia đình đó thầy. Cái gì? Mẹ em mà muốn mời tối sáng nhà dùng cơm á? Dạ. Tôi tưởng là em ghét tôi lắm nhé. Dạ đâu có, em thương thầy nhất luôn. Thôi. Đừng có nói như nữa. Dạ thôi tối thầy gói ghém dành chút thời gian qua dùng cơm với gia đình em nha thầy. Tối nay đúng không? Dạ. Để thầy xem lịch xem nào. Thầy bận lắm hả thầy? Thầy bận làm gì, thầy đâu có rảnh như tụi em đâu mà. Alo, trợ lý á. Xem lịch tối nay à? Dạ tối nay. Xem lịch tối nay xem là có rảnh hay không á. Cái gì? Tối đi cả tình phim bom tấn ấy. Thôi dời lịch lại đi. Tối nay tôi bận rồi nha. Rồi, dạ con chào mẹ. Dạ. Mẹ tôi làm trợ lý cho tôi. Dạ. Dạ tối nay thầy ráng sắp xếp qua dùng cơm với gia đình em nha thầy. Rồi, em là con lời mời như vậy tối em ráng rồi. Ở đâu có anh là ở đâu có tôi. Dạ. À không, ý là nói với mẹ là tôi không ăn hải sản. Dạ. Tôi sợ bị gút. Dạ. À, chỉ ăn đồ rừng thôi. Dạ. Tốt nhất là heo rừng hoặc là bò rừng ha. Cái gì rừng là ăn được ha. Dạ. Dạ thôi em xin phép thầy em về trước. Rồi cứ về đi. Nói mẹ là phải cho anh nhiều rau nha. Thầy cũng sợ tao bón. Dạ cảm ơn thầy. Rồi thầy cảm ơn. Alo. Mẹ con xin lỗi. Con lý lê. Mẹ. Mẹ có chắc là không còn ai không? Yên tâm đi, con Kim Anh á thì nó đi uống cà phê với bạn nó, còn á bà Tỷ á là bà đi chơi với tình yêu của bà rồi, con yên tâm. Mở cửa đi con. Để con. Có cơm ăn rồi, có cơm ăn rồi mẹ. Trời ơi, có cơm ăn rồi. Mày nín đi, bắt chước hoài à, nói câu khác được không? Không có câu khác luôn á. Mệt ghê á, cái trời chồng ơi toàn là những cái món mà vợ chồng mình thích không á. Đúng rồi, toàn món ngon thôi. Ăn đi mẹ. Ăn mẹ nha. Ủa sao có hai đứa đây vậy? Ủa mẹ sao vậy? Thì vợ chồng con ở đây với mẹ mà. Hả? Mẹ quên á mẹ. Ờ,
Mẹ sao vậy? Ờ đúng rồi, mới dọn về. Ăn chuối nha mẹ hả? Ơi anh nói nghe nè. Dạ. Hai đứa muốn ra ngoài ăn cơm không? Không. Ở ăn ở đây với mẹ nó vui hơn chứ ra ngoài ăn chỉ tốn tiền mẹ. Đúng ơi. Đúng rồi, chính xác. Mẹ cho tiền. Trời ơi, mẹ cho tiền vậy thì được. Vậy để tụi con ăn xong ở đây xong con lấy tiền của mẹ con ra ngoài con ăn tiếp nha. Trời ơi, ăn được hai lần nữa mẹ. Thôi được rồi. Tụi bay ở nhà đi rồi ăn giọng cái gì đó thì ăn. Ăn thôi đi, bớt. Từ từ. Phải chờ khách tới rồi mới ăn. Ủa khách nào mẹ? Thì xin ngồi đi ăn chút xíu rồi biết. Trời ơi. Con chào mẹ. Dạ con chào mẹ. Chị anh Hai. Ủa trời, mẹ sao có hai vợ chồng Hải đây nữa? Ủa vợ ơi, giống như là cái nhà này không thích hai vợ chồng mình đó vợ. Sao ai cũng bất ngờ hết trơn vậy? Không có gì, con biết sao? Tại vì hai đứa nó mới dọn về đây ở, thành ra mẹ quên mất là nó có nhà luôn. Mẹ quên mất tụi nó luôn. Anh nhờ ở đậu hả? Anh nghe đau lắm á, cái câu đó nghe đau lắm. Trời ơi, ai mà không tới cùng lúc để ra đi hai lần, mệt ghê. Ủa mẹ, còn Kim Anh với cô Tị đâu mẹ? Đi hết rồi. Ủa đi hết rồi hả? Ủa mẹ, mà nhưng mà hôm nay nhà mình có chuyện gì mà sao mẹ kêu tụi con tới đây ăn cơm vậy? Chút xíu còn biết. Bí hiểm quá vậy. Vậy là mẹ chờ khách của mẹ, con hiểu rồi. Hiểu gì mà hiểu? Hả? Cái bữa tiệc này nè, là mẹ làm, mẹ đãi anh Hai chị Hai đó. Vợ chồng mình không có phần đâu. Mẹ được, sao không có phần? Anh chị Hai có cái phần nào là tụi con sẽ có phần đó chứ. Chỉ có điều á là ngay thời điểm này mẹ quên mất cái sự hiện hữu của con trên cuộc đời thôi. Mẹ ơi, cái đó đau hơn đó mẹ. Đau chỗ này nè, đúng không? Đau trong đông đây nè, trong tim nè. Đó, nhưng mà nhờ vậy hả mình mới không bỏ lỡ được bữa tiệc quan trọng, đúng không? Đúng rồi, nói vợ nói mà đi. Đồ ăn nhiều quá trời. Ăn nha. Mẹ. Ủa, sao có cái sừng của anh Hai nữa? Mời. Chào cả nhà. Rắn là mọi người nhìn tôi giống như là tôi làm sai cái chuyện gì rồi. Quá sai. Tôi làm sai chuyện gì? Sai là tôi sai chứ không phải thầy sai. Tôi sai ở chỗ là tôi quên báo với tụi nó là ngày hôm nay tôi có thỉnh thầy về đây để mời thầy một bữa cơm thân mật. Vâng. Và đầu tiên là tôi xin giới thiệu với thầy gia đình tôi bao gồm. Mà thôi, con giới thiệu thay mẹ đi. Nè, nghe mày dặn nè. Con phải giới thiệu công tâm và vô tâm nhất. Con phải đứng ở giữa với cái tâm sáng nhất để con giới thiệu. Con hiểu chưa? Dạ. Đại từ con phải nhả cho đúng chỗ. Giống như mẹ vậy đó, hiểu chưa? Cái đó, cô yên tâm đi. Con là con dày tiền nói sân khấu. Cho nên là với cái mình nhịn nhả gì tuyệt vời. Em cứ làm giống như là những gì mà thầy đã dạy. Dạ. Giới thiệu đi. Dạ thưa thầy, dạ đây là mẹ của em. Nè. Dạ còn đây là anh chị Hai em. Đây là anh Hưng, đây là chị Ngọc, đây là anh chị Ba, Hải, chị Liên. Dạ thưa cả nhà, đây là thầy Tâm. Vâng. Thầy giáo dạy diễn xuất của em. Biết rồi. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay.